ai biết rằng ở vùng đất Lâm Đồng rộng lớn còn có một nàng sơn nữ ẩn mình. Nàng mang một vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết, pha lẫn chút hoang dã của núi rừng. Chính nét đẹp rất riêng đó đã khiến Di Linh trở nên rất đỗi cuốn hút giữa chốn đại ngàn. Ngoài cảnh quan tự nhiên, nàng sơn nữ Di Linh còn gây thương nhớ bởi một điều rất đặc biệt mà ai đã có dịp ghé thăm thì không thể nào quên. Thường thường người Cao Ho ở đây là ngoài cúng lúa cúng đồi ra, tức là cúng thần lúa thần đồi thần nương nương rẫy ra, nhiều nhất là cúng lúa cúng đồi cúng ruộng, tức là ruộng lúa mình đó, cũng là lúa đó, là người ta ăn mừng lúa mới là vào tháng 10, tức là tháng 18 bằng tháng 11 Tây. Thường thường người ta dọn sạch đường này, làm tốt cây cầu này, vệ sinh sân nhà này, nhưng mà trong đó là phải có cái âm vang cổ kim. Già làng Ca Tiếu được xem là người giữ hồn cho văn hóa người Cờ Ho Di Linh, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng. Tuy tuổi đã cao nhưng tình yêu của ông đối với cồng chiêng vẫn vẹn nguyên như thời còn son trẻ. Tôi năm nay là cũng đã 70 rồi, nhưng mà thấy cái máu đam mê của mình là từ 14, 15 tuổi rồi đã đi tập đánh cồng chiêng với mấy cụ già. Chính vì vậy, tôi là một người nghệ nhân và truyền dạy lại cho các cháu. Tôi không muốn để cái này nó lại mai một. Ngày xưa, cồng chiêng chỉ được sử dụng trong các dịp đặc biệt như lễ hội mừng lúa mới, lễ hội văn hóa cồng chiêng, cưới hỏi. Chính những điều kiêng cữ trong văn hóa xưa đã khiến cồng chiêng Di Linh ít được biết đến rộng rãi và dần mai một. Ngày nay, dưới sự nỗ lực của địa phương và cộng đồng người Cờ Ho Di Linh, văn hóa cồng chiêng nơi đây đang được hồi sinh và dần trở thành điểm sáng để thu hút du khách gần xa. Cái nền văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là một nền văn hóa phi vật thể. Còn riêng đối với nền văn hóa cồng chiêng của người Cờ Ho Sre đang sinh sống tại mảnh đất Di Linh này thì nó có một sự đặc biệt đối với lại tôi. Nó gắn bó với lại đời sống của người Cờ Ho, từ những lễ hội, từ cuộc sống hàng ngày đến là những tâm linh, đến là sự tâm linh của mọi người đều là hướng về sự tốt đẹp, hướng đến một cuộc sống vui tươi và mong muốn được sẽ có một cái đời sống thật là no ấm cho mọi người trong bản làng. Khi tôi múa cái điều tôi múa dân tộc này, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì tôi là người dân tộc Cờ Ho và được truyền đạt cho mọi người có biết hơn về truyền thống của dân tộc của mình hơn. Bên cạnh đó, đến với Di Linh, du khách còn có thể chiêm ngưỡng nhiều cổ vật gắn liền với đời sống văn hóa của người dân Cờ Ho xưa. Đặc biệt hơn là được hòa mình vào lối sống, sinh hoạt, văn hóa của con người nơi đây. Di Linh thì có trên 40% đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, là cái nôi của người Cờ Ho ở Tây Nguyên. Vì vậy, văn hóa của Di Linh thì đậm sắc thái vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó thì còn có 28 dân tộc anh em sinh sống, tô điểm thêm cả cái nét văn hóa đặc sắc nhiều vùng miền, là cái điều kiện để phát triển cái du lịch gắn với bảo tồn văn hóa Tây Nguyên và cả cái dân tộc Việt Nam. Ngoài việc trải nghiệm nền văn hóa thuần túy đặc trưng của người Cờ Ho, Di Linh còn làm du khách thổn thức bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ.
thưa quý vị, được ví von bằng mỹ từ đó là biển hồ trên núi. Hồ Ca La là một công trình thủy lợi có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt cũng như là tưới tiêu cho người dân huyện Di Linh. Bên cạnh đó thì nơi đây cũng là một địa danh thu hút rất nhiều tín đồ du lịch bởi vẻ đẹp rất là mộc mạc hoang sơ của nó. Ca La mang trên mình vẻ đẹp sơn thủy hữu tình với hồ nước rộng lớn, làn nước trong xanh in bóng mây trời. Xung quanh được bao bọc bởi dãy núi Prayang trập trùng cùng những rặn thông uốn lượn như muốn ôm trọn lòng hồ. Tại đây, du khách có thể thỏa sức vui chơi với nhiều hoạt động như cắm trại, câu cá, bơi lội và cả bay dù lượn từ dãy núi Prayang. Từ thị trấn Di Linh đi khoảng 6 km về hướng quốc lộ 20, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Bô Bla. Ngọn thác hùng vĩ bậc nhất trên cao nguyên Đại Ngàn. Thác có độ cao 50m, rộng 12m, nằm giữa hai vách đá cao dựng đứng. Từ phía xa nhìn lại, ngọn thác hệt như một dải lụa trắng bay phất phơ giữa núi rừng. Không những vậy, dòng thác này còn gắn liền với văn hóa người Cờ Ho từ xa xưa. Bô Bla là được đọc lệch từ hai âm của người đồng bào Cơ Ho. Người đồng bào Cơ Ho thì họ sẽ gọi là Bô Bla, có nghĩa là đầu ngà voi à. Còn tiếng Việt thì mình đọc lái lại cái âm của người đồng bào Cơ Ho nên gọi là Bô Bla. Thì hồi xưa cái vùng đất này là thuộc người Chăm họ đóng chiếm. Họ phải thường xuyên bắt người Cơ Ho cống nạp những sản vật quý hiếm như là đầu ngà voi, sừng tê giác và các loại gia thú quý hiếm. Thì một ngày kia ông tộc trưởng của người Cơ Ho mới săn được một con voi có cặp ngà rất là lớn, ngượng ngãi không qua nổi và đã đem cái cặp ngà voi này dâng lên thủ lĩnh của người Chăm với lời thỉnh cầu là hãy để dân làng người Cơ Ho được bình yên. Thì khi mà ông vua Chăm này ông thấy cái cặp ngà voi này, ông rất là thích thú với lễ vật này nên đã đồng ý với lời thỉnh cầu của người Cơ Ho và đặt tên cho thác nước này là thác Bô Bla, có nghĩa là đầu ngà voi ạ. Bên cạnh việc tham quan thác Bô Bla, du khách còn có thể khám phá quần thể du lịch sinh thái Ti Bô Bla Waterfall với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như khám phá vườn thú, cắm trại, tham quan bảo tàng trưng bày cổ vật. Ngoài việc kết hợp với lại địa phương để mà đưa cái văn hóa bản địa vào, thì cái thứ hai là về các công ăn việc làm thì bên tập đoàn cũng quảng bá cái thương hiệu của tập đoàn đến tất cả các du khách trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng như là các khách quốc tế để người ta biết nhiều về cái khu du lịch Tháp Bô Bla cũng như là cái du lịch của Di Linh nói riêng. Du lịch canh nông cũng là một loại hình du lịch độc đáo và được địa phương chú trọng phát triển trong tương lai. Những đồi chè trải dài xanh mướt bỗng trở nên đẹp lạ kỳ dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi bình minh. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm trekking làm say lòng nhiều tín đồ du lịch. Thưa quý vị, Di Linh không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên, khí hậu mát mẻ mà còn nổi tiếng với những công trình lịch sử mang dáng dấp hàng thế kỷ. Điển hình chính là dinh tỉnh trưởng được xây dựng từ năm 1901. Đến nay thì nơi đây vẫn giữ được một nét đẹp rất là cổ kính, đặc trưng, thu hút nhiều du khách phương xa. Trước đây, tòa nhà này là nơi làm việc của tỉnh trưởng Đồng Nai Thượng nên được gọi là dinh tỉnh trưởng. Trải qua hơn 100 năm, tòa nhà này vẫn hiên ngang, sừng sững như một chứng nhân của lịch sử hào hùng. Ngoài du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch canh nông, du lịch cộng đồng, Di Linh còn nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch tâm linh, trong đó phải kể đến chùa Linh Thắng. Đây là nơi đặt bộ tượng lớn nhất ở Việt Nam mang tên Tây Phương Tam Thánh, được tạc từ gỗ dâu nguyên khối ngàn năm tuổi. Tiền thân của chùa là ngôi niệm Phật đường mái tranh vách ván được tạo dựng từ năm 1933. Chùa Linh Thắng ngày nay là trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tọa lạc giữa cao nguyên Di Linh hơn 7 thập kỷ qua, chùa Linh Thắng
luôn là biểu tượng văn hóa tôn giáo của người dân địa phương. Đình Di Linh cũng là một địa danh khó bỏ qua khi có dịp đặt chân đến vùng đất này. Đình được xây dựng năm 1860, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đặc biệt trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Đình Di Linh gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Di Linh. Đình Di Linh là sản phẩm thuần khiết do nhân dân tạo ra và đã được vua Khải Định, triều đình Huế ký sắc phong tôn y các đạo thần, được thờ phụng trong đình vào ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ hai, tức năm 1917. Kiến trúc đình Di Linh tuy mang phong cách đơn giản, không cầu kỳ, nhưng vẫn hội tụ đủ những nét văn hóa đặc sắc của đình làng người Việt. Ngày 13 tháng 7 năm 2006, đình Di Linh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Di Linh đang từng ngày hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng các loại hình du lịch, mở tour du lịch kết nối trong và ngoài địa phương, đồng thời kêu gọi đầu tư vào các địa điểm du lịch hiện có như tháp Lilian, núi Prayan, hồ Kala. Từ đó, phát huy tối đa thế mạnh du lịch và đưa cái tên Di Linh đến gần hơn với du khách gần xa.